Cô gái xinh đẹp này đã 12 ngày không đi nặng được, vừa bước xuống xe liền bị chàng trai đụng ngay trúng bụng. Cú va chạm ấy đã đánh thức toàn bộ hệ bài tiết trong cô. Hai người bắt đầu cãi vã. Sau đó cô gái điên cuồng đuổi theo chàng trai. Đến khi đuổi kịp, cô chợt nhận ra mình đang ở một nơi đồng không mông quạnh. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô ôm bụng, chân tay run rẩy quỳ xuống, gương mặt đau khổ cố gắng chịu đựng. Chỉ cần di chuyển thêm chút nữa, mọi thứ sẽ tuôn trào. Cô gái ra lệnh cho cậu thanh niên còn đang ngơ ngác mau biến đi. Cậu ta lập tức quay người bỏ đi. Nhưng vài giây sau đó, vừa hay một cơn gió thổi đến. Chàng trai hứng chọn làn không khí trong lành mà cảm giác như sắp chết. Mỹ nữ bối rối, chàng trai lại càng kinh ngạc. Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư lại rơi vào bước đường này sao? Cô chỉ ước được tận tay chôn cất người đàn ông trước mặt ngay lập tức. Nhưng tình cảnh hiện tại, việc quan trọng hơn cần làm chính là được giải phóng ngay lập tức. Cô gái liên tục tung ra những quả giấm thúi. Chàng trai loạn choạng rời đi. Mỹ nữ vẫn ngồi đó liều mình chịu đựng. Cô chỉ ước mình là người tồn tại duy nhất trên hành tinh này. Cô dùng cả tính mạng mình để nhẫn nhịn, mọi sự dồn nén như sắp sửa vỡ òa. Đột nhiên, một chiếc thùng cát tông dần dần được đặt xuống. Trên chiếc thùng còn treo một chiếc áo khoác màu vàng. Xem ra chàng trai kia cũng đáng tin cậy. Như được cứu rỗi, cô gái bắt đầu giải phóng hết những gì đã tiết kiệm trong 12 ngày. Gương mặt cô lộ rõ nụ cười hạnh phúc.